Rồi, thì đó là cái nội dung mình ôn tập lại, thầy đã nói ôn tập lại cái nội dung hôm trước, anh chỉ có bao nhiêu đó thôi, tương đối là đơn giản thôi. Tiếp theo bữa nay mình sẽ qua cái nội dung mới, đó là cái giản đồ năng lượng. Thì giản đồ năng lượng là cái sơ đồ đơn giản thể hiện một cái dòng năng lượng từ ngõ vào của máy biến áp đi qua cái máy biến áp và cuối cùng nó ra ngõ ra. Thì ngõ vào mình cấp vào một cái công suất V1 V1. À, trong quá trình đi qua máy biến áp thì nó sẽ bị các cái tổn hao dọc đường ví dụ tổn hao delta BCU một bạn nào nói gì em vào tắt mic giùm thầy á, thầy cho phép em bật mic lại nhưng mà nếu mà mình vào mic nó tự động nó thầy tắt rồi, nhưng mà nếu mình bật lên thì nhớ tắt lại. Rồi, thì cái giản đồ năng lượng thể hiện cái dòng năng lượng chạy trong cái máy biến áp từ ngõ vào là B1 V1 này chạy qua cái máy biến áp thì nó sẽ bị các cái tổn hao trong quá trình chạy qua máy biến áp cái đầu tiên tổn hao là tổn hao phía sơ cấp, cái nào nó dính chữ B1 V1 này, nó có số 1 là ở trên cuộn sơ cấp rồi BFE QM là tổn hao ở trên lõi sắt rồi delta BCO2 delta Q2 là tổn hao ở trên dây quắn thứ cấp, số 2 là cục thuộc thứ cấp số 1 là sơ cấp, FE này là của lõi sắt thì cái dòng năng lượng nó chảy trong máy ngáp từ ngõ vào đi tới ngõ ra. Rồi thì mình sẽ tìm hiểu lần lượt từng cái thành phần ở trong cái giản đồ năng lượng này. Thì lưu ý là cái giản đồ năng lượng này là cái mà em cần phải nhớ luôn thuộc lòng, nó giống như cái sơ đồ tương đương với ngáp nha. Hai cái sơ đồ rất quan trọng phần máy ngáp đó là cái sơ đồ mạch điện quy đổi tương đương của máy ngáp và cái giản đồ năng lượng, là hai cái cần phải nhớ thuộc lòng đúng không, bắt buộc phải thuộc nha mấy. Thuộc thì mới làm được các cái bài tập liên quan phần máy biến áp. Rồi, thì mình sẽ đi vào lần lượt. Thứ nhất là cái công suất ngõ vào. V1 là công suất đầu vào máy biến áp. Thì B thì tính bằng UI cos phi đúng không em? Công suất ngõ vào nó sẽ bằng U1 nhân I1 nhân cos phi 1. U1 đó là điện áp phía sơ cấp cấp vào. I1 là điện dòng điện phía sơ cấp Rồi cos phi và gọi là hệ số công suất Đây U1 là điện áp cấp vào máy áp này, thầy đang chỉ trên cái giản đồ, trên cái sơ đồ tương đương luôn U1 là điện áp cấp vào, I1 là dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp. Thì dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp trên cái mạch tương đương là dòng điện nó chạy trong cái nhánh này này, nhánh này R1 I1 này nhánh tương đương của cái phía sơ cấp Rồi nhân với cos phi là góc pha lệch, phi là cái góc lệch giữa U với I thì cos phi gọi là hệ số công suất. Thì nó là cái công suất tác dụng cấp vào phía sơ cấp. Rồi tương tự công suất phản kháng Q thì nó bằng UI sin phi. Cái này mình chắc mình biết rồi Rồi thì B1 Q1 là công suất cấp vào ở ngõ vào của máy biến áp Đây ngõ vào này cấp vào B1 Q1. Mình thấy ở ngõ vào công suất người ta vẽ cái phần bề rộng này này, bề rộng này nó lớn Càng đi vào thì cái bề rộng này nó càng hẹp lại, ngõ ra nó sẽ nhỏ hơn Thì có nghĩa là gì? Công suất ngõ vào mình cấp vào nhiều nhưng quá trình nó bị tổn hao, nó mất mát đi cuối cùng ngõ ra nó sẽ còn lại một cái giá trị nhỏ hơn. Còn cách này nó bị nhỏ lại Thì khi vẽ mình cũng lưu ý Càng đi vào phía ngõ ra, từ ngõ vào đi tới ngõ ra thì công suất nó sẽ bị tổn hao và nó giảm dần Thì công suất phía sơ cấp là B1 Q1 ngõ vào. Rồi tiếp theo là cái tổn hao trên dây quắn sơ cấp. Thì đầu tiên là cái tổn hao công suất tác dụng delta BCO1 là tổn hao công suất tác dụng. Tổn hao công suất tác dụng là tổn hao ở trên cái dây quắn sơ cấp. Thì dây quắn dây đồng thì nó có điện trở Điện trở R1 là điện trở của dây quắn sơ cấp. Thì tổn hao nó bằng R nhân I bình phương. Dòng điện nó chạy qua điện trở thì nó cái công suất mà tiêu thụ ở trên cái điện trở là bằng R nhân I bình phương đúng không em? I bình nhân R. Đây, vậy thì cái tổn hao công suất trên dây quắn sơ cấp tổn hao công suất tác dụng gọi là tổn hao đồng thì nó tổn hao trên cái R1 này. Tổn hao trên R1 này nó là tổn hao trên cái điện trở của dây quắn phía sơ cấp. R1 là điện trở của dây quắn sơ cấp thôi em. Rồi, tương tự cái tổn hao công suất phản kháng thì tổn hao công suất phản kháng này là do cái từ tản
Từ tảng hôm trước thầy có nói rồi, từ tảng là cái phần từ trường mà nó bị lọt ra ngoài á, nó không có chạy trong loại sách mà nó bị thoát ra ngoài á, thì nó bị tổn hao một phần công suất phản kháng đi ra ngoài. Thì cái delta Q này nó sẽ bằng y bình nhân cho x. X là gọi là điện kháng tản, x1 là điện kháng tản phía phía sơ cấp á. Có nghĩa là cái phần nó đại diện cho cái công suất phản kháng mà bị tổn hao ra bên ngoài thông qua cái từ thông tản của dây quấn phía phía sơ cấp, thì nó bằng y1 nhân y1 bình phương nhân x1. Thì đó là cái tổn hao chỗ này nè ha, delta bc1 cộng g delta q1, thì đó là cái tổn hao trên cái dây quấn phía sơ cấp. Nó gồm có tổn hao trên điện trở r1 của dây quấn và tổn hao trên cái điện kháng tản x1 của dây quấn phía sơ cấp. Rồi, thì cái dẫn đầu năng lượng đầu vào đây, công suất V1, V1 đây chạy qua cuộn dây sơ cấp. Cuộn dây sơ cấp là cái này ha, cuộn sơ cấp, thì nó sẽ bị hai cái tổn hao delta BC1 và delta Q1, hai cái tổn hao trên dây quấn sơ cấp ha. Chỗ này mấy em có thắc mắc gì không? Đầu tiên là tổn hao trên cái nhánh đầu tiên này, tổn hao trên dây quấn sơ cấp. Thầy phân tích trên cái mạch điện tương đương của máy biến áp, không phân tích ở trên cái sơ đồ nguyên lý của cái máy nữa. Thì đây là cái tổn hao trên dây quấn, cái đây là cái công suất đầu vào nè, thì nó chạy vô cái cuộn dây sơ cấp thì nó bị tổn hao trên hai cái điện trở này R1 và X1, đứng với delta BC1 và delta Q1. Đây tổn hao đầu tiên ha, đi vô cuộn sơ cấp cái là nó bị tự dâng ra một cái phần công suất này, tổn hao trên cuộn dây quấn sơ cấp. Rồi, sau khi truyền từ cuộn sơ cấp nó truyền qua cái lõi sắt thì nó tiếp tục nó bị tổn hao trên lõi sắt. Tổn hao trên lõi sắt là delta BFE. Delta B đây. Thì delta BFE là cái tổn hao trên lõi thép của máy biến áp. Lõi thép là cái phần mạch từ cái mạch từ lõi thép nó tương đương với điện trở RMXM này. RMXM. Chỗ này thì ghi nó là RTH. RTH là viết tắt của lõi thép á. Mình có thể ghi RM cũng được nha em. RM hoặc là RTH cũng được, hoặc là RFE cũng được. Rồi nha. Chỗ này mấy em có thể thay bằng RM cũng được. Hôm trước thầy sửa mà thầy quên sửa chỗ này. Chỗ này nè, cái điện trở RM này là cái điện trở quy đổi tương đương của loại thép máy biến áp đúng không em? Loại thép tương đương chỗ này. Thì tổn hao delta B là tổn hao trên loại sắt ha. Thì là E bằng Y0 bình phương nhân với RTH. Y0 này là gì? Y0 là dòng điện ở trên cái nhánh này ha. Thì dòng Y0 nó chính bằng dòng điện lúc máy biến áp chạy không tải á. Lát nữa thầy sẽ nói về các cái chế độ làm việc của máy biến áp thì thầy sẽ nói rõ hơn. Rồi thì mình nói cứ cho mình xác định Y0 là dòng điện chạy trên cái nhánh, trên nhánh quy đổi tương đương mạch từ này ha. Y0 là dòng điện chạy trên nhánh này ha. RTH là điện trở quy đổi tương đương của cái loại sắt máy biến áp, thì nó chính là RM này nha em. RM cũng là RTH đó. RM là RTH luôn nha em, là điện trở quy đổi tương đương của loại sắt máy biến áp, của loại sắt máy biến áp ha. Rồi thì tổn hao delta BV bằng Y0 bình phương nhân RM ha. Tương tự trên loại sắt máy biến áp thì nó lại có cái XM này là quy đổi tương đương của cái tổn hao công suất phản kháng ở trên loại sắt. Thì XM này là cũng quy đổi tương đương của loại sắt ra ha. Thì quy đổi nó thành thì ở đây thì gọi là XTH. XTH là điện, gọi là cái điện kháng của cái loại sắt quy đổi tương đương. Loại sắt quy đổi tương đương. XM chính là XTH luôn các em. Thì nó cũng bằng delta Q. M là cái tổn hao công suất phản kháng, nó sẽ bằng Y0 bình nhân cho XTH. Thì cái tổn hao loại sắt đây ha, tổn hao loại sắt này thì đang dùng công cụ thì tổn hao loại sắt mình thấy nè, công suất ngã vào V1 V1 đưa vô máy áp đầu tiên nó sẽ chạy qua cuộn sơ cấp, chạy qua cuộn sơ cấp nó bị tổn hao trên R1X1, đó là delta BC1 và delta Q1. Tiếp theo nó truyền qua loại sắt thì nó tiếp tục nó bị tổn hao ở trên loại sắt là cái này ha, tổn hao trên loại sắt này thì nó ra tổn hao đó là delta BFE và G delta QM là tổn hao trên loại sắt. Rồi sau khi qua loại sắt nó sẽ truyền tiếp qua cuộn thứ cấp,
À thì cái phần công suất mà truyền được tới cuộn thứ cấp á, đó là V điện từ. V điện từ là cái phần công suất từ phía sơ cấp đi qua cái cuộn sơ cấp, rồi sau đó qua cái lõi thép và truyền tới cuộn thứ cấp, thì nó gọi là B điện từ. Thì B điện từ là cái phần công suất mà nó chạy được qua cái nhánh này, công suất mà chạy qua nhánh này thì nó gọi là B điện từ. Công suất điện từ là cái công suất mà truyền từ phía sơ cấp sang thứ cấp, nó bị B1 này truyền qua trên phía thứ cấp thì nó qua hai cái tổn hao. Thứ nhất là cái tổn hao công suất tác dụng delta BCU1 trên cái cuộn dây quấn sơ cấp. Thứ hai là tổn hao công suất tác dụng trên cái lõi sắt delta B. Thì B điện từ bằng B1 trừ ra delta BCU1 trừ ra delta B. Rồi, tương tự công suất phản kháng truyền truyền từ sơ cấp sang thứ cấp thì nó gọi là quy điện từ ha. Quy điện từ thì bằng quy 1 trừ delta quy 1 trừ delta quy m. Đây. Thì cái B điện từ là cái phần công suất còn lại sau khi nó đã tổn hao trên cuộn dây sơ cấp và tổn hao trên cái mạch từ. Đây tổn hao trên mạch từ này, đây tổn hao trên cuộn sơ cấp. Thì B điện từ này chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn B1 quy 1 ha. B điện từ quy điện từ nó sẽ nhỏ hơn B1 quy 1. Tại vì nó bị mất mát ha, tổn hao qua hai cái delta B này, hai cái delta quy này. Rồi. Thì cái phần B điện từ là truyền được qua phía thứ cấp, truyền qua bên này. Thì truyền qua bên thứ cấp thì lại tiếp tục nó bị tổn hao ở trên cuộn thứ cấp ha. Tổn hao trên cuộn thứ cấp là delta BCU1, delta BCU2 ha. Đó là tổn hao ở trên cái điện trở tương đương R2' này. Thì delta BCU2 nó sẽ bằng I2 nhân R2, I2 bình phương nhân R2 ha. Ở đây là thầy chưa có tính quy đổi ha. Chưa có quy đổi nha. I2 bình phương nhân R2 là dòng điện phía thứ cấp nhân ra bình phương ha, nhân ra điện trở phía thứ cấp. Rồi tương tự X cái delta Q2 ha. Delta Q2 là tổn hao ở trên cái điện kháng tản phía thứ cấp. Điện kháng tản phía thứ cấp ha. Điện kháng tản là cái điện kháng nó tương đương cho cái phần từ thông tản mà bị thất thoát, thoát ra khỏi mạch từ thất thoát ra bên ngoài ha. Rồi nó là delta Q2 bằng I2 bình phương nhân cho X2. Thì cái phần tổn hao delta BCU2 và delta Q2 nó ở đây ha. B điện từ truyền qua phía thứ cấp thì nó lại tiếp tục tổn hao trên hai này. Đây, tổn hao này ha. Cái tổn hao này mất đi ha. Và cuối cùng nó truyền được tới cái tải này. Truyền tới cái tải này, ZT là cái tải ha. Thì dòng điện I2 nó chạy qua, nó tổn hao ở trên hai cái này rồi. Thì cuối cùng nó truyền được tới cái tải này. Thì cái công suất truyền được tới tải là B2 cộng ZQ2. Đây ha. Đây, thì B2 nó sẽ bằng gì? B2 nó sẽ bằng B điện từ trừ cho delta BCU2. B điện từ là cái phần công suất truyền qua tới phía thứ cấp này. Và nó bị tổn hao ở trên R2 phẩy này, trên R2 ha. Thì cuối cùng nó truyền tới cái tải thì nó còn lại là B điện từ trừ cho delta BCU2. Rồi thì mình có thể tính nó bằng U2 I2 nhân cos phi 2. Có nghĩa là dòng điện ha, điện áp nhân với dòng điện nhân với cos phi ở trên tải. Rồi, tương tự Q2 là cái công suất phản kháng ở ngã ra. Q2 đây ha, công suất phản kháng ở ngã ra. Thì nó bằng Q điện từ, công suất phản kháng ha, công suất điện từ ha, trừ cho delta Q2 là tổn hao ở trên cái phần X2 phẩy này ha, tổn hao trên X2 phẩy. Thì cuối cùng nó ra cái Q2 và nó bằng U2 I2 nhân sin phi 2. Thì đó là cái giảng đồ năng lượng thôi. Thì đối với giảng đồ này mình cần, thứ nhất là cần phải nhớ cái sơ đồ đó ha. Cái sơ đồ này mình có thể quay nó theo chiều dọc cũng được ha, có nghĩa là từ trên đi xuống cũng được, hoặc từ trái sang phải, mình vẽ kiểu nào cũng được. Thì mình phải nhớ được các cái thành phần này là gì. B1 nó là B1 Q1 là công suất đầu vào ha. Delta BCU1, delta Q1 là cái công suất gọi là công suất tổn hao ở trên cuộn dây phía sơ cấp, cuộn dây phía sơ cấp ha. Rồi delta BFE và delta G, delta QM là tổn hao ở trên lõi sắt. B điện từ này là B điện từ, Q điện từ là cái phần công suất truyền từ lõi sắt qua tới cuộn dây thứ cấp. Phần công suất truyền từ lõi sắt qua tới cuộn dây thứ cấp. Rồi tiếp tục nó bị tổn hao ở trên cuộn thứ cấp ha. Và
công suất ngõ ra đây, V2 cộng GV2 là công suất mà truyền được tới cái tải này nè. Cái tải là cái mà tiêu thụ điện phía sau cái ngáp, cái miếng ngáp nó cặp nguồn cái này ha. Miếng ngáp là mình cấp nguồn vào phía sơ cấp ha, và lấy điện ra phía thứ cấp, phía đây là phía thứ cấp ha, và cấp điện cho một cái tải. Thì đó là gọi là cái giảm đồ năng lượng. Thì ứng với giảm đồ năng lượng thì các cái tổn hao công suất ở trên các cái thành phần điện trở và điện cảm ở trên cái sơ đồ tương đương miếng ngáp ở đây ha. Rồi tới đây mấy em có thắc mắc gì về cái nội dung này không? Các bạn nào có thắc mắc gì thì hỏi nha. Nếu có thắc mắc gì thì hỏi. Rồi nếu mà không thắc mắc gì thì tiếp tục ha. Không thắc mắc gì hết à? Cái này, cái nội dung này thì trong cái video lần trước là thầy cũng có đưa lên hết rồi ha. Đưa video trước mà có giải thích hết về cái giảm đồ năng lượng này rồi ha. Nếu bạn nào chưa rõ thì lát nữa xem lại cái video, thầy sẽ đăng lại cái video bài giảng này lên trên cái lớp. Bạn nào còn chưa hiểu thì cứ xem lại bài giảng. Nhiều khi mình xem qua một lần mình không hiểu thôi, không có nhớ được ha. Rồi thì ở đây mấy em cần nhớ gì thì chốt lại, mình cần nhớ gì ha. Thứ nhất nhớ cho thầy cái giảm đồ năng lượng ha, cái giảm đồ năng lượng này, cái phần giảm đồ năng lượng nhớ này. Rồi nhớ các cái công suất ở trên giảm đồ này, B1 là gì ha, Q1 là gì, phải nhớ luôn cái công thức tính nha mấy em. Cái này chắc mấy em coi video và mấy em ghi lại ra vở cho nó nhớ, mình nên ghi ra chứ còn để trên video không thì nhiều khi mình không có nhớ đâu ha. Mình ghi ra lại nha mấy em, ghi lại các công thức này ha. Ở đó, nếu trong lúc giảng mà mấy em ghi không kịp á thì mình lát nữa thì up video lên rồi coi ghi lại hết các công thức này, các cái công thức tính công suất ngõ vào này, công suất tổn hao ở trên các thành phần trên cái mặt máy biến áp ha, tổn hao sơ cấp, tổn hao loại sắt, tổn hao phía thứ cấp không ạ. Thì các cái công thức này nó sẽ sử dụng để làm các cái bài tập ha. Thì mấy em lưu ý lát nữa mình hết buổi học rồi mình có thể lấy vở mình ghi lại hết các công thức này, vẽ lại cái sơ đồ này ha. Không cần phải chép hết cái slide nha mấy em, chép những cái chỗ nào quan trọng thôi, vẽ cái sơ đồ này, ghi các công thức này ra, biết phải ghi biết nó là cái gì nha, dù cái nào là tổn hao đồng, cái nào là tổn hao. Ủa sao lại có bạn Lâm làm phiền em không cho em học là sao? Ủa bạn Lâm là bạn Lâm ở đâu? Mấy đứa học cố gắng tập trung ha. Lâm là cái gì Lâm, để mình coi thử. Lâm sao lại chọc bạn không cho bạn học là sao Lâm? Lâm đâu rồi? Dương Khánh Lâm hả? Hay là Ngô Thanh Lâm? Đừng có chọc bạn nha. Ngô Thanh Lâm kìa, bạn nói Ngô Thanh Lâm chọc bạn kìa. Nè, học tập trung tí xong mình nghỉ sớm ha. Đừng có làm mất thời gian, học nó kéo dài cái buổi học mất thời gian. Thì tới đây mấy em có thắc mắc gì về cái phần giảm đồ năng lượng không? Nếu ngại hỏi ở đây thì có khó khăn gì thì mấy em có thể đăng lên trên Classroom cũng được ha. Thôi học cố gắng tập trung đừng có chọc bạn ha. Nếu mà không thắc mắc gì thì chắc mình hiệu suất mấy ngắn. Rồi nói thêm cái phần hiệu suất nữa. Thì hiệu suất máy áp là cái hiệu suất thì hồi giờ mình biết rồi, hiệu suất thì nó bằng công suất ngõ ra chia công suất ngõ ra vào, B2 chia cho B1 anh em. Hiệu suất thì bằng B2 chia B1. Công suất ngõ ra chia công suất ngõ vào. Bất cứ cái máy nào cũng vậy anh em. Bất cứ một cái máy nào cũng vậy ha. Hiệu suất nó sẽ bằng công suất ngõ ra chia công suất ngõ ra. Rồi, thì công suất ngõ ra là B2 này. Chia cho công suất ngõ vào. Công suất ngõ vào thì nó sẽ tính bằng gì? Mình có thể tính bằng B2 cộng cho tất cả các tổn hao trong cái giảm đồ năng lượng ha.
tổn hao đồng 1 là tổn hao trên dây quắn phía sơ cấp ha. Tổn hao VFE là tổn hao loại sắt, là tổn hao TBCU2 là tổn hao đồng trên dây quắn thứ cấp. Thì hiệu suất mới ngáp nó sẽ tính bằng B2 thở ra chia cho công suất thở vào B1. Thì B1 nó là cái ngã ra này cộng cho tổng cái tổn hao thì nó ra công suất nở vào, đúng không em? Thì cái này là cái biểu thức tính hiệu suất máy biến áp. Rồi ngoài ra người ta có thể tính theo cái biểu thức thứ hai này, B2 chia B1 thì có thể quy đổi ha. B2 nó sẽ bằng KT nhân KX định mức nhân với cos phi T. KT là gọi là hệ số tải, KT gọi là hệ số tải. Cos phi T là hệ lát nữa thầy giải thích qua đây. Thì cái biểu thức này, biểu thức này là biểu thức tính hiệu suất cấp thứ hai nha. Rồi thì KT này gọi là hệ số tải nha em. Rồi S định mức là công suất điều chiến định mức ha. Cos phi T là cos phi của tải. Ở dưới này KT là cũng là hệ số tải ha. Cos phi T đây. Thì B nguyên cái trên này xuống dưới đây. Rồi nó cộng thêm gì? B0. B0 này gọi là tổn hao không tải. Hay còn gọi là tổn hao không đổi. Cái B0 này nó sẽ cố định, đối với một cái máy biến áp nó sẽ là một giá trị cố định. Rồi, BN này là tổn hao khi mà có tải, gọi là tổn hao thay đổi ha. Thì tổn hao này sẽ phụ thuộc vào KT, KT bình phương ha, nhân với BN. KT này gọi là hệ số tải. Rồi, thì KT nó bằng gì? KT nó sẽ bằng B0 chia cho BN là tổn hao lúc không tải chia cho tổn hao, gọi là tổn hao này là tổn hao khi có tải hay là tổn hao biến đổi ha. BN này còn gọi là cái tổn hao ngắn mạnh, tổn hao đồng mà, tổn hao đồng. Rồi. Thì nếu mà tải định mức á, thì KT nó bằng 1. Tải định mức thì KT bằng 1. Thầy nói nhầm, thầy nói nhầm. Cái KT này là căn bậc 2 của B0 chia BN ạ, thì cái hiệu suất của máy nó sẽ đạt được đại ứng với KT này. Còn KT này gọi là hệ số tải nha em. Cái này cái biểu thức này thầy ghi này thì dễ hiểu nhập. Thầy nói để thầy sửa lại xong. Thì cái máy biến áp nó sẽ đạt hiệu suất cực đại khi cái KT này nó bằng B0 chia BN nha. Còn KT này nó gọi là hệ số tải. Rồi, thì hệ số tải là gì? Thầy sẽ giải thích rõ hơn. Hệ số tải là cái hệ số nó tỷ số giữa cái tải của máy biến áp và thực tế so với cái tải lúc định mức của máy biến áp. Rồi, ví dụ cái máy biến áp định mức nó là tải, ví dụ nó tải được 10 kW, ví dụ nha, 10 kVA đi ha. Nhưng mà mình gắn cho nó một cái tải chỉ có 7 kg thôi, 7 kVA thôi. Thì hệ số tải nó là 0.7. Được không? Hệ số tải nó là 0.7. Có nghĩa là cái tải thực tế chia cho cái tải định mức của máy biến áp. Cái máy biến áp tải định mức nó là 10 kg, nhưng mà mình gắn cho nó một cái tải chỉ có 7 kg thôi, thì hệ số tải nó sẽ là 0.7. Có nghĩa là mình lấy tải thực tế là 7 ha, chia cho tải định mức của nó là 10, thì hệ số tải là 0.7. Thì KT nó bằng 0.7 ha. Rồi, thì nếu mà KT này nó bằng cái bậc 2 của B0 chia BN thì máy nó sẽ đạt hiệu suất cực đại. Thì khi nào bài tập mà người ta hỏi máy biến áp đạt hiệu suất cực đại khi nào, thì mình phải tìm cái KT ứng với căn bậc 2 của B0 chia BN. Rồi thì sau này qua bài tập thì thầy sẽ nói rõ hơn chỗ này. Ở đây mình chưa có làm bài tập. Mình chỉ cần nhớ ứng với hiệu suất cực đại thì KT nó phải bằng B0 chia BN. Thì có lẽ thầy sẽ đưa một cái bài tập lên trên cái Classroom. Thấy em làm để mình ôn lại cái kiến thức. Mấy bạn có thắc mắc gì về cái nội dung nãy giờ? Thật ra thì cái phần này á, cái nội dung này mình cần nhớ một số cái chính thầy đã nói. Thứ nhất là cái giảng đồ năng lượng. Thứ hai là các cái giá trị trên cái giảng đồ đó. V1 là gì, V1 là gì, V2 là gì, V2 là gì nha.
B điện từ là gì, Q điện từ là gì, rồi các cái delta B nó là gì, tổn hao ở đâu. Thì có cái bài tập thầy chắc thầy sẽ đăng lên trên Classroom ha, lên lớp mình lấy thông tin là một cái nội dung để mình làm. Cái này bài 1 thì chưa, để thầy cho lên cái bài số 2 nha. Thì yêu cầu mình sẽ tính toán các cái tham số không phải, các tham số ngắn mạch, các thành phần ngắn mạch. Thì cái này là cái phần về cái giảng đồ tương đương của máy ngáp, phần sơ đồ tương đương với ngáp. Thầy sẽ đăng cái bài tập lên, thì sẽ có ghi sơ bộ cái hướng dẫn để làm, còn em cứ theo đó mà làm. Thì cái dạng bài tập này sẽ là cái dạng bài tập này là cái dạng cơ bản cho phần máy ngáp. Cái câu này nó tổng hợp tất cả các nội dung. Rồi, các em đã thắc mắc gì về cái nội dung hôm nay không? Thầy sẽ đăng cái bài tập lên để mình làm, để mình gọi là ôn lại cái nội dung này ha. Nếu còn nếu mà nói không, cái bài tập thì thầy sẽ cho tới cố gắng làm và nộp mình tới cuối tuần ha. Ngày mai mình sẽ qua cái nội dung mới. Còn bài tập thì làm cho tới cuối tuần. Nhiều công thức quá. Rồi thì mấy công thức này cố gắng nhớ thôi, chứ tại vì thi mấy em thi sẽ không có được sử dụng tài liệu nha mấy em. Thì cố gắng nhớ các công thức. Chép vào được không thầy? Chép vào được không thầy? Cái gì chép vậy? Chép vào thôi. À đứa này chép vào bị bắt ráng chịu, tại không biết. Kiểu mà bị bắt. À. Rồi. Quăng cái cây là được cái gì? Thì nói chung làm gì làm, miễn sao mà đi thi làm được bài là được ha. À. Còn tại nói chung cố gắng nhớ được thì tốt. À. Thực ra công thức này chưa nhiều đâu, các cái nội dung sau nó thì còn nhiều công thức lắm. Cái phần này chỉ là cái phần ban đầu thôi. Máy ngáp là cái phần dễ nhất trong máy điện thôi mấy em. Cái học đầu tiên thì nó phải là phần dễ nhất rồi. Nó qua phần máy điện không đồng bộ rồi máy điện một chiều nó sẽ khó hơn nữa. Rồi, thì nếu mình không thắc mắc gì hết thì chắc thầy dừng, có thể dừng buổi học tại đây ha, để thầy chờ thầy điểm danh điểm danh lớp một tí rồi thầy sẽ đăng cái bài tập lên ha, đăng bài tập lên cho lớp ha. Này thầy còn có phút rồi ơi. Cái này nó vẫn bị giới hạn, để tại vì cái tài khoản của trường thì chỉ có tài khoản của trường, tại vì nó cung cấp có giới hạn thôi. Mà do nhiều giáo viên đăng ký quá thầy không có dùng cái tài liệu được. Thầy qua mét đó thầy, qua mét nó đâu có giới hạn đâu thầy. À, tại vì nhà trường yêu cầu phải dùng ở bên Zoom, chứ còn không thì thầy dùng cái khác thì đâu có bị giới hạn. Ủa ông thầy kia dùng mét mà ta. À, biết nhưng mà do bên bộ môn điện công nghiệp là yêu cầu dùng Zoom hết. À chắc trường có mua cái Zoom, trường có mua Zoom bản quyền, nhưng mà tại vì cái Zoom của trường thì nhiều người sử dụng quá, nhiều lúc là chắc do thầy không quăng cái cây